Chào mừng các bạn đã quay trở lại với SNews và các bạn đừng quên like cũng như là subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Sau 2 tuần triển khai thí điểm ghi hình cũng như là xử phạt 7 triệu đồng đối với các cá nhân vứt rác không đúng nơi quy định, phố đi bộ Hồ Gươm Hà Nội đã trở nên thoáng đãng, sạch sẽ hơn trước rất nhiều. Nhờ đó mà công việc của các công nhân vệ sinh cũng phần nào nhẹ nhàng, đỡ vất vả hơn. Sau 3 năm khai trương, phố đi bộ quanh Hồ Gươm luôn là điểm đến cuối tuần thích thú đối với mỗi người dân sinh sống và làm việc tại thủ đô. Không gian đi bộ, theo ước tính, mỗi ngày đón khoảng 20.000 đến 25.000 du khách đến tham quan và vui chơi. Dịp ngày nghỉ, lễ Tết, con số này có thể lên tới 200.000 người. Thống kê của xí nghiệp môi trường đô thị số 2, trung bình mỗi ngày đơn vị này thu gom hơn 200 tấn rác thải sinh hoạt từ khu vực phố đi bộ. Trước tình trạng trên, từ ngày 26 tháng 4, Urenco 2 đã kết hợp với Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm thí điểm ghi hình, xử phạt 7 triệu đồng đối với các cá nhân vứt rác không đúng nơi quy định. Nhân viên công ty môi trường đã đặt hàng chục biển cảnh cáo khắp phố đi bộ, ở những vị trí phù hợp nhất để người dân có thể quan sát, kèm theo đó là những thùng rác nhỏ dọc tuyến phố. Công ty cắt cử đại diện giám sát và theo dõi đều đặn tình hình để kịp thời xử lý. Biển báo được thiết kế dáng chữ A đơn giản, hai nội dung tuyên truyền khác nhau ở hai mặt. Mặt in chữ màu xanh nhắc nhở mọi người đổ rác đúng nơi quy định và mặt in chữ màu vàng cảnh báo về mức xử phạt có thể lên tới 7 triệu đồng với hành vi xả rác bừa bãi. Mức phạt này được người dân đánh giá là có tính răn đe để góp phần giảm thiểu lượng rác xung quanh phố đi bộ. Ngoài các biển chữ A, hàng loạt biển có nội dung tương tự cũng được treo trên các barrier đặt tại lối vào các tuyến phố đi bộ. Du khách khi vừa bước vào phố đã thấy được thông tin và được nhắc nhở để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Đại diện công ty môi trường cho biết, bên cạnh việc treo đặt các loại biển báo, họ còn bí mật đặt camera ghi hình, chụp ảnh hành vi đổ rác thải bừa bãi nhằm có được chứng cứ bàn giao cho lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm phạt nguội. Sau 2 tuần triển khai lắp camera, đặt biển báo nhắc nhở, tình hình vi phạm xả rác tại phố đi bộ đã được cải thiện rất nhiều. Thùng rác được bố trí khắp mọi nơi tạo thuận tiện cho người dân. Người lớn trẻ nhỏ thoải mái dạo chơi, các hàng quán vỉa hè cũng ý thức hơn, vứt rác đúng nơi quy định. Bác Sơn tại quận Ba Đình chia sẻ, mặc dù còn nhiều ý kiến về mức phạt 7 triệu đồng, nhưng cá nhân bác hoàn toàn ủng hộ. Đặc biệt bác Sơn đề nghị vừa phạt tiền vừa bắt dọn rác trong 3 ngày để người dân có ý thức hơn. Có phạt nặng thì mới cải thiện được, từ đó hình thành thói quen, nề nếp. Dạo này đi quanh bờ hồ tôi thấy có nhiều thùng rác hơn, tiện lợi hơn trong việc vứt rác đúng nơi quy định. Tôi rất hoan nghênh việc quay phim làm bằng chứng và xử phạt hành chính. Cần phải làm mạnh tay để thay đổi ý thức, thói quen của người dân và du khách. Đại diện Urenco 2 cho hay, đơn vị này bố trí 2 máy quay cố định đặt tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và ngã tư Tràng Tiền Hàng Khay. Hơn 30 nhân viên môi trường làm việc hàng ngày ở khu vực này sẽ nhắc nhở, dùng điện thoại thông minh ghi hình đối với những người cố tình vứt rác bừa bãi. Theo chia sẻ của cô Đỗ Kim Thanh, một công nhân môi trường, công việc của các cô nhàn hơn từ khi có đề án xử phạt hành vi xả rác bừa bãi. Thông thường vào cuối tuần, cô Thanh sẽ làm việc từ sáng tới đêm. Nhưng dạo gần đây, thay vì than phiền về việc rác thải chất đống, cô cùng anh chị em đã dễ thở hơn vì chỉ việc đi kiểm tra và quét dọn lá rụng. Các cô rất phấn khởi vì một bộ phận người dân đã có ý thức, nhất là các hàng quán vỉa hè. Họ sợ bị phạt nên đều chấp hành khá nghiêm chỉnh. Thỉnh thoảng có một vài trường hợp bị xử phạt. Tính đến giờ mới chỉ 5 người. Ban đầu họ phản ứng khá gay gắt, một phần vì mức tiền cao, phần khác vì bị ghi hình. Nhưng sau mọi người đều lấy đó làm bài học để tránh vi phạm. Dự kiến sau khi triển khai thí điểm 1 tháng, ngày 19 tháng 5, công ty môi trường đô thị Hà Nội sẽ đánh giá hiệu quả của hoạt động để đưa vào chính thức triển khai. Chúng mình là SNews và các bạn cũng đừng quên like cũng như subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé.